Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nghe Để Biết. Sau đây là nội dung chi tiết. Đi làm về, bỗng dưng chồng ghé tai tôi thì thầm thông báo một tin động trời khiến cả nhà đang chao đảo. Tôi vừa kết hôn, vợ chồng tôi sẽ ở nhà cùng bố mẹ chồng và một cô em gái đang là sinh viên năm cuối đại học, khá được yêu chiều. Sau cưới vào dịp công ty nhiều việc, chúng tôi ở nhà nghỉ với gia đình 3 ngày rồi đi làm luôn, chứ không nghỉ tuần trăng mật. Dù mới trải qua đám cưới mệt rã rời, tôi vẫn cố gắng dậy sớm để nấu bữa sáng. Vừa đến cửa bếp, tôi nghe tiếng lạch cạch mở cổng. Ngạc nhiên nên tôi ra cửa xem có ai đến thăm vào sáng tinh mơ thế này. Em chồng từ ngoài bước vào, tóc tai rối bù, mắt đỏ hoe. Nhìn thấy tôi, em giật nảy mình, suýt nữa thì hét lên. Xong cô em chồng vẫn kịp cáu. Chị rình mò em đấy à? Chị dậy sớm thế làm gì? Đừng có nói gì với ai, nếu không lại trách em quá đáng đấy nhé. Nói xong cô ấy vội vàng lên phòng. Tôi choáng váng, tôi không muốn gây chuyện với ai. Lần gặp gỡ này đúng là không may. Ngày đầu làm dâu đã được thử thách, đành phải vờ như không biết gì cho yên chuyện. Vì sự bình yên trong tương lai, tôi không dại gì đụng vào em ấy nữa. Vậy mà vẫn không yên. Mỗi khi tôi nấu bếp, em chồng lại lượn qua lượn lại chê bai. Lúc nào em ấy cũng kiếm cớ bận học, sáng dậy muộn, ăn xong trốn rửa bát. Tôi bước vào phòng mà suýt ngất vì bừa bộn, quần áo vứt vương vãi, đồ ăn vặt sang giờ. Nào em ấy có học hành gì, triền miên xem phim tình cảm trên máy tính rồi khóc lóc. Tôi cố chịu, cạnh khóe hay gây sự tôi cũng bỏ ngoài tai. Nhưng một tuần sau tôi vừa đi làm về, chồng kéo vào phòng thì thầm, báo tin em gái có bầu, bố mẹ đang tra hỏi xem ai là bố đứa bé. Sau khi bị bố mẹ mắng té tát, em chồng tôi đang đóng cửa phòng khóc lóc. Chồng xúi tôi lên thăm em gái với lý do tôi là phụ nữ, lại còn trẻ nên hiểu tâm lý các cô gái. Tôi vừa bước chân vào phòng, hàng loạt đồ đạc ném ra kèm cái nhìn oán trách. Tôi đã nói rồi chị đừng dây vào chuyện của tôi, tại sao chị mách bố mẹ, chỉ có chị, nếu chị không nói thì không ai biết, đồ khốn. Tôi tức điên, tôi đã làm gì nên tội chứ, tôi còn chưa một lần tâm sự với chồng, chứ đừng nói đến bố mẹ chồng. Dù bực mình tôi vẫn cố nhỏ nhẹ giải thích, chính tôi còn sốc với tin cô ấy mang bầu. Nhưng em chồng nhất định không tin, chỉ rủa tôi không tiếc lời. Cô ấy kích động đến mức đòi đập đầu tự tử. Tôi hoảng hốt gọi cả nhà lên mới giữ lại được. Những ngày tiếp theo gia đình tôi u ám, nặng nề khủng khiếp. Em chồng khóc lóc khai là người yêu đã chia tay để đi du học. Buổi sáng tôi gặp cô ấy, chính là lúc cô ấy ra sân bay tiễn người yêu. Tôi cố gắng động viên ông bà chăm lo cơm nước cho cả nhà. Nhưng em chồng ủ rột vô cùng. Cơm nước tôi mang lên cô ấy lại đẩy đi hoặc cố tình làm rơi vỡ. Cô gái trẻ xinh đẹp là thế mà giờ như cái xác không hồn. Bố mẹ chồng tôi kiên quyết bắt em bỏ thai. Chồng tôi thì muốn giữ đứa bé lại và nhận làm con của chúng tôi. Nói thật lòng, tôi không muốn dính đến bà cô cứng đầu này, tính tiểu thư không biết nhận lỗi hay oán trách. Dù cô ấy có thai ngoài ý muốn thì cũng với người cô ấy yêu. Hơn nữa, tôi không hề có lỗi gì mà bị làm mình làm mẩy, chỉ xéo suốt cả tháng nay. Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi cảnh này, tôi thực sự đau đầu và khó xử. Các bạn nhớ đăng ký kênh Nghe Để Biết để cập nhật những tin tức mới nhất.